Alo alo, 123, alo, 12345. Alo alo. Mic tốt, bà con trật tự, trật tự. Hay da, sau những ngày tháng mòn mỏi mong chờ thì chương trình Ai Nhanh Trí Hơn đã có số tiếp theo rồi đây. Nhân vật ngày hôm nay mà Nhanh Trí mời đến chính là hai idol hot on hot đang nổi đình nổi đám, nổi hơn bèo, Mr. Billy Maggi và Missy Chika. Trước khi bắt đầu thì vẫn là câu nói quen thuộc, like, share, đăng ký kênh, ủn mong Nhanh Trí sớm đạt 600k sắp nhá. Giờ thì bắt đầu thôi. Phần khởi động với 5 câu đố là 5 dữ liệu liên quan đến một nhân vật. Bạn phải trả lời đủ 5 câu đố để tìm ra trùng cuối. Đầu tiên là tiền đâu với một câu đố toán lớp 2 và hai người chơi của chúng ta chỉ có 10 giây để tìm ra câu trả lời. Bạn hãy thực hiện phép tính sau. Hết thời gian rồi, xin mời hai người chơi đưa ra câu trả lời. Tôi là tôi 1977. Michu, Michu. Vâng, hai người chơi đã đưa ra câu trả lời. Xin mời đáp án từ chương trình. Đó là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Có vẻ như tinh thần chiến đấu của hai đối thủ hôm nay đang rất sung. Vậy thì cùng đến tiếp câu hỏi thứ hai. Vâng, là một câu hỏi không trả lời đúng thì là sai. Đố các bạn, đây là gì? Dễ thế mà chương trình cũng hỏi được á? Đúng đấy, hỏi câu nào khó hơn đi, chứ dễ vậy còn chơi gì nữa. Cứ từ từ, mới khởi động thì nhẹ nhàng vậy thôi. Xin mời đáp án từ hai người chơi. Là YouTuber chứ còn gì nữa? Chính nó. Vâng, là YouTuber. Chúc mừng hai người chơi đã có thêm một điểm. Trước khi đến với câu đố tiếp theo, tôi xin được hỏi riêng Mr. Billy một câu hỏi, là cơ duyên nào đã đưa anh đến với chương trình hôm nay? Cô còn mặt mũi mà hỏi sao? Đang combat cực mạnh với thằng Oops thì cô lôi tôi qua đây, mệt thấy ba nó luôn. Dạ, Nhanh Trí cũng chỉ hỏi tí thôi, làm gì mà căng. Thôi, quên đi. Qua câu thứ 3, một mất một còn với câu đố đuổi hình bắt chữ, đuổi cả rổ. Đố các bạn, đây là gì? Chương trình gọi đến chơi khăm phải không? Câu trước thở thôi cũng đã ra câu trả lời, mà câu này khó thế cũng hỏi được nữa hả? Ôi, càng anh bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Anh thông cảm, độ khó câu đố phải tăng nhanh như giá xăng, chứ lên ý ạch như lương thì mùa quýt sang năm mới hết chương trình ấy chứ. Tôi có đáp án là một vợ một con. Ok, đó là đáp án chính xác. Anh Billy, anh bình tĩnh, tụi em sang câu sau đây ạ. Đố hai người chơi của chúng ta, đây là gì? Câu này dễ, nhưng anh Billy trả lời trước đi ạ. Rồi, là nói giọng miền Nam chứ gì. Vâng, thành thật mà nói, đến bây giờ hai người chơi của chúng ta đã rất xuất sắc khi trả lời câu nào đúng câu đó. Chúc mừng Mr. Billy và Missy Chika đã có câu trả lời chính xác. Câu đố tiếp theo không khoai cũng khoái, đố anh em ai là Phạm Phú Quốc. Gợi ý nhỏ nhỏ như bé thỏ là anh em hãy quan sát kỹ các bức hình. Tôi chọn ngay là người ở giữa, mặc dù hơi khó nhưng cũng ló ra cái khôn, là người ở giữa Chí ơi. Dạ vâng, kết thúc phần khởi động cực suôn sẻ với câu trả lời chuẩn không cần chỉnh, người ở giữa là Phạm Phú Quốc. Kính thưa quý vị, qua 5 câu đố và 5 dữ liệu, 1997, YouTuber, một vợ một con, nói giọng miền Nam và Phạm Phú Quốc. Sau đây là câu đố dành cho khán giả từ 5 dữ liệu trên, đố các bạn đây là nhân vật nào? Hãy comment ngay câu trả lời của các bạn dưới phần bình luận. Khán giả nào nhanh tay mà có câu trả lời đúng nhất, Nhanh Trí xin ngay cái địa chỉ gửi phần quà tận nhà nha. Tiếp tục quay trở lại với chương trình Ai Nhanh Trí Hơn là phần thi tiếp sức. Ở phần thi này có 4 câu hỏi với những chủ đề khác nhau nhưng lại liên quan đến một idol cực hot đang làm mưa làm gió như siêu bão cấp 20. Câu đầu tiên trong phần tiếp sức gợi ý là một câu hỏi thuộc chủ đề ăn uống, một cái chủ đề hấp dẫn mà xếp thứ hai thì không cái nào dám đứng nhất. Chương trình có những món đồ ăn sau: khoai lang, khoai tây, khoai sọ, bí đỏ, bí xanh, mướp và bầu. Nhiệm vụ của hai người chơi là phải sắp xếp những đồ ăn trên thành từng nhóm giống nhau. Vâng, đã hết 10 giây suy nghĩ, xin mời đáp án từ hai người chơi. Các loại khoai là một nhóm này, cái khác là một nhóm. Tôi thì tôi cho rằng khoai lang, bí đỏ, xanh, mướp bầu là một nhóm, còn khoai tây và khoai sọ là một nhóm. Vâng, hai người chơi của chúng ta đều đã có câu trả lời hoàn toàn không chính xác vì đáp án của chương trình là nhóm 1, khoai lang, nhóm 2, khoai tây, khoai sọ, những cái còn lại là nhóm 3. Trước khi đến với câu đố tiếp theo, Nhanh Trí có đôi lời gửi đến hai người chơi.
Đã đến đây rồi thì cố mà trả lời đi, chứ chả lẽ đến ngồi chơi không ạ? Vâng, đã xong rồi, xin mời chương trình tiếp tục. Hai người chơi hãy quan sát bức hình và đưa ra câu trả lời. Đây là đâu? Cao Bằng hả? Bằng ở đâu ra anh? Tao đoán bừa vậy chứ sao mà biết được? Anh đã nói sai, lại còn nói to, là Cao Lãnh. Cao Lãnh đúng không chương trình? Vâng, chương trình ghi nhận câu trả lời của hai bạn và xin chúc mừng Miss Ichika đã có câu trả lời hoàn toàn chính xác. Tiếp tục là một câu đố gợi ý là tên riêng của ba từ. Hãy quan sát kỹ ba nhân vật này và tìm ra những gợi ý về đáp án nhé. Xin mời những câu trả lời từ hai người chơi. Tôi đoán là người thứ ba, Võ Phúc Vinh. Tôi có 50-50 là người thứ nhất và thứ ba. Vâng, vậy đáp án cuối cùng của anh là 1 hay 3 ạ? Chờ tí, tung đồng xu chọn đã. Rồi xong, mặt ngửa là 3 nha. Dạ, mặc dù để ra được câu trả lời cuối cùng thì người chơi của chúng ta có pha xử lý khá cồng kềnh, nhưng không sao vì kết quả cuối cùng là đáp án đúng. Người thứ ba có cái tên Võ Phúc Vinh. Câu cuối cùng trong phần tiếp sức là bài toán lớp 3, nhưng có ra được đáp án hay không thì còn xem cái IQ của hai người chơi. Đố các bạn, kết quả phép tính bằng bao nhiêu? Khó quá anh Billy ơi, pha này chắc em thua cuộc mất. Mày dốt, anh đã bảo bình thường thì ăn nhiều cà rốt tí rồi. Đáp án là 1994 nhanh trí ấy. Dạ em nghe rồi, anh nói nhỏ thôi. Đáp án đúng rồi ạ. Kết thúc phần thi tiếp sức với 4 dữ liệu cực kỳ quan trọng là món ăn, Cao Lãnh, Võ Phúc Vinh, 1994. Vậy đó là ai? Câu hỏi chỉ dành cho các khán giả đang xem chương trình. Hãy nhanh tay comment ngay câu trả lời để giành phần quà từ ai nhanh trí hơn. Về đích với hai câu đố trái khét lẹt sẽ quyết định người chơi nào thắng lợi đi tiếp vào vòng bán kết của chương trình. Xin mời câu hỏi. Bạn cho rằng ai sẽ giành chức vô địch ngày hôm nay? What? Đây cũng là một câu hỏi sao? Vâng, đúng rồi, chương trình thích thì hỏi thôi. Hay, vẫn là khó thế mà cũng nghĩ ra được thì câu đố khó mới là nhanh trí chứ. Giờ có câu trả lời không? Ấy, đừng nóng, như nhau. Rồi, ok, để tí rồi có câu trả lời cho. Vẫn là câu đố đấy, nhưng là dành cho khán giả. Đoán xem ai giành chức vô địch ngày hôm nay, nhanh tay comment ngay số lượng có hạn vì cổng bình chọn của chương trình sắp đóng lại. Chậm thì hết, phần quà giáng chịu nha. Câu hỏi cuối cùng của phần thi về đích hôm nay, liệu ai sẽ giành chiến thắng? Hai người chơi hãy quan sát bức hình sau và tìm ra hai nhân vật mà bạn cho là trùm cuối của chương trình hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, thời gian trôi nhanh như cầu hó chạy ngoài đồng, 10 giây chỉ bằng một cái nhắm mắt mở mắt. Xin mời đáp án từ hai người chơi. Nghiêm túc mà nói thì tôi cho rằng trùm cuối của hai người là Lai TV và Tony TV. Vậy còn kết quả của Missy Chica thì sao? Tôi nghĩ là Tony TV và Lai TV. Dạ vâng, chương trình ghi nhận đáp án từ hai người. Và xin chúc mừng các bạn với câu trả lời hoàn toàn chính xác. Kết quả phần khởi động, Lai TV Phạm Phú Quốc là một YouTuber sinh năm 1977, đã có vợ là Vibo và con gái Chippy. Chỉ biết anh Lai nói giọng miền Nam, chứ quê ở đâu thì anh không nói. Thứ hai, kết quả phần tiếp sức là anh Tony TV Võ Phúc Vinh, sinh năm 1994, quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, với kênh YouTube hơn 7,7 triệu subscribe. Một con số nhanh trí có nằm mơ cũng muốn có. Chương trình kết thúc với phần thắng thuộc về cả hai người chơi ngang sức ngang tài. Số tiếp theo sẽ rất nhanh được lên sóng. Anh chị em nhớ là lót dép hóng nhanh trí thông báo những khán giả đã trả lời đúng nha. Giờ thì bye!